ngắt luôn, quá trời gió lộc cộng. Xin chào cô bác chị Vàng. Trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác anh chị Vàng sức khỏe và bình an. Sơn mời cô bác chị Vàng tham khảo nguyên liệu Sơn làm cái món vịt nấu lẩu Thái này. Vịt trụng rượu gừng, khử mùi, chanh, xả, ghiền, ớt, sả tới, sốt lẩu Thái, nước dừa, cà chua, ăn kèm bông bí, bông sú đũa. Đây mình cho lá chanh, xả, ghiền, ớt để tạo cho mùi thơm của cái lẩu Thái này. Cái lá chanh nó thơm rồi, mình cho sốt lẩu Thái vô. Thủ sẽ tới cho nó thật là thơm, mình cho vịt vô. Trong tủ mình có mớ gió lầu cầm sẵn, mình bỏ vô đây mình nấu luôn cho có nước cho nó ngọt, nước dùng cho nó ngọt. Cái thịt vịt nó săn rồi, mình cho nước dừa vô này, nước dừa xiêm, cho mớ nước lọc nữa, mình cho đường vô, hạt nêm, bột ngọt, muối. Cái sốt này thì nó có độ chua rồi, nhưng mà chút xíu nữa mình thử lại cái nó vừa chưa, chưa vừa thì mình cho chút xíu nước cốt chanh nữa. Cho hành tím với tỏi vô, hành tím với tỏi vô mình cho vô nhiều, lý do là chút xíu mình cho vô cái nồi nước dùng luôn. Cái xả với ghiền lá chanh rồi chút xíu hết mùi là mình vớt ra. Cái cà là mình xào cho nó ngon, cho chút xíu hạt nêm vô, cho rút vô cái cà này. Nước dùng mình hồi là mình cho cái này vô nó thơm hơn nữa. Cái sốt cà chua nó chua, mình không có cho nước cốt chanh vô. Vậy là được rồi, mình nên thử là nó vừa ăn à. Ăn cặp cà vô. Tỏi hành để cho nó thơm. Cho rau ngò ôm với ngò gai vô. Dặn là miếng nước mắm, mắm ngon cho nó thơm. Chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ê, hôm nay hai anh em ăn thử cái món bún lẩu vịt Thái ha. Vịt nấu lẩu Thái ăn bún. Đó. Từ từ lại, nó lẹ thì bún lẩu vịt Thái. Rất là hấp dẫn luôn. Đây căn của anh ba. Ba ký chính. Coi như là anh ba. Anh ba coi như là trừ cái thao 400 gram đi, là anh là 3,5 kg lên ba. Cái thao bỏ cái 200 gram, bằng thành là 1,7 kg. Rồi ok, 1,7 kg với 1,7 kg.
coi như trừ thao 23 kg như thế này anh Bơi. Hỏi mà anh ăn nhanh hơn Thành, mà hỏi hai anh em ăn chung ăn bằng nhau á thì cuộc thi không hấp dẫn, thì anh chấp cho bằng Thành nữa cái ha. Đúng rồi, chứ mà hai anh em ăn bằng nhau thì cuộc thi nó chênh lệch quá quá nhiều, giống như con gà mà hai con gà mà đưa ra trường đá mà con nặng con nhẹ vậy đó, người ta đã bạc hoặc người ta chấp 500 ship vậy ha. Anh đúng vậy ha, anh đúng vậy ha. Hôm nay con gà xanh đá, con gà nhãn nè. Mời cô chú anh chị các bạn dùng lẩu uống. Bây giờ cho anh Ba với Tùng ở phòng đó, cho thời gian. Chúc Tùng cho thời gian nhưng mà phải chặt xương. Đâu ở mình dưới bên bữa rồi Thành. Đây mình đây thời gian anh em ăn không kịp tội nghiệp anh em. 20 phút anh Ba. Lộn. Đúng không? Phải cặp lẻ nha, chứ không kịp nha. Hết trước 20 phút quá này. Đó, mình để đây luôn nha. Rồi, để hồi luôn. Chuẩn bị nha. Tranh thủ anh Ba, cái này xương á anh Ba. Cố gắng 20 phút nha. Cố gắng vượt bậc thời gian rồi chứ. 1, 2, 3. Thì cho dữ dữ rồi lên vài bữa đấu với gà Sài Gòn rồi coi bạn Thành. Hôm nay là mấy tháng nay là bạn huấn luyện dữ lắm rồi, vài bữa cho khai trường. Ở khai trường đá là không có chấp á, nó bằng á. Với anh em ở Sài Gòn cũng có một cuộc hẹn rồi, trong vòng mấy bữa nữa anh em mình gặp nhau giao lưu. Cái này giống như là Thành ăn 6 tô, anh Ba ăn 7 tô. Trên lệch tô của đối với anh Ba thì không ăn thua gì. Vì khi gà già quá nó cũng xuống chậu, đá hết nổi. Chấp gà gà cho mang tiếng gà gà với người ta sợ chứ đó không. Gà dài đá một chân là ác chân. Đầu khô thì ba chấp nửa ký á, thì mình thấy là hơi nặng, còn đổ ướt thì mình nghĩ là nhẹ trên ba. Hôm nay anh ba vừa đi sò xong rồi chạy chậm quá anh ba. Em nhớ là 3 phút 4 phút rồi là làm thao, bữa nay là 3 phút 3 phút rưỡi rồi. Đó là đi cặp xương không biết, cặp xương mất thời gian không biết.
nấu lẩu thái của này rất là ngon, thơm, nấu còn nấu nước dừa xiêm nữa, ngọt, chua ngọt cay. Hay quá bạn ơi, hay quá anh bôi. Anh em hết cũng được luôn, bỏ thao beng 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 là hai anh em biết cảm nhận được đối phương mình hết một thao. Bên đây ho là đối phương cũng cảm nhận được là bị sặc, chuẩn bị nóc ao.
ngon quá. Ngon quá hả? Nãy giờ mình thấy để ý bạn thấy mình thấy ngon hơn mọi bữa. Bạn ăn cũng mình nhìn thấy cũng đẹp hơn mọi bữa. Kèo này đưa ra kèo này mình nghĩ là chắc cũng giòn rồi. Cho móc này móc chắc không giòn đâu rồi. Bà móc tôi chụp mấy muỗng tiếp 1, 2, 3 hơn mà bỏi quá nhiều, thành ra bỏi anh ba không kịp. Phải còn 1, 2 muỗng căng căng bằng thì mình không nói. Còn này trên lệch thì mình thấy trên lệch hơi nhiều, mình nói để cho anh em biết luôn. Chỉ 13 phút, chưa được 13 phút. Anh ba hôm nay thôi anh ba. Hôm nay bằng thành uống lột thuốc nữa rồi. Còn da bún. Ba cục nước, ba thịt. Hôm nay nó không kịp à. Còn Thành nó uống lột thuốc. Uống thuốc gì Thành? 12 phút năm mấy giây. Thành. Thuốc tiêu. Sao ăn cho mình biết cái cảm nhận ăn món vịt nấu lỗ thái này các bạn? Quá ngon. Thịt nó mềm. Dễ nuốt. Bún thì cũng dễ nuốt luôn. Cà chua nó ngon nữa. Cà chua ngon hả? Cà chua là mình có xào, có hạt nêm rất là ngon. Thuốc tiêu mày mua ở đâu vậy? Không có thuốc tiêu mua đâu, chỉ ba mua kìa. Tiệm thuốc tây. Tiệm nào? Nói chung tiệm thuốc tây đó chứ. Tặng anh ba. Bây giờ mình nói uống cà phê thì rửa nhiều khi. Cảm ơn nha. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác Triệu Văn suốt thời gian qua ủng hộ mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác, anh chị và các bạn sức khỏe, giàu năng, chào rửa.